Rất nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới có những cái truyền thống về cái chết. Cultures. Những nền văn hóa. Tradition. Truyền thống. The dead. Cái chết. Người dân ở những nơi như là Ireland, Trung Quốc, ở Ai Cập, Mexico thì tin tưởng rằng là những cái linh hồn cũng cần thức ăn. Linh hồn là soul họ nghĩ rằng là chính thức ăn sẽ nuôi dưỡng những linh hồn đó trên cái hành trình từ nghĩa địa nghĩa trang để đi tới thiên đường nourish có nghĩa là nuôi dưỡng cemetery cemetery có nghĩa là nghĩa trang heaven là thiên đường mọi người sẽ phải dâng cúng các cái đồ lễ vật cho các linh hồn đó để ăn put out ở đây là chúng ta dịch là dâng cúng Tuy nhiên nếu cái đồ ăn đó mà bị thiêu thối hoặc là bị hỏng thì các linh hồn sẽ sẽ tức giận. Rotted có nghĩa là thiêu thối, mục nát. Spoiled có nghĩa là bị hỏng. Thì những cái linh hồn độc ác có thể sẽ nguyền rủa những cái gia đình đó và khiến cho họ trở nên bị nghèo đói ở trong mùa đông. Wicked có nghĩa là độc ác. Curse là nguyền rủa. Starve là rất đói. Ở những nơi khác thì mọi người lại đi xin đồ ăn vào những cái ngày nghỉ lễ để tưởng nhớ những cái linh hồn của những cái vị thánh đã khuất. Beg có nghĩa là đi xin, beg for food tức là đi xin đồ ăn. Remember là tưởng nhớ, saint là những cái vị thánh. Mọi người sẽ mặc quần áo hóa trang. À, với những cái mũ trùm đầu mà che cả cái khuôn mặt của họ Wear, quá khứ là wore, tức là mặc Disguise, có nghĩa là những bộ quần áo hóa trang Hoods, có nghĩa là những cái khăn trùm đầu, những cái, cái mũ trùm đầu à, Nếu như họ không nhận được thức ăn Thì họ sẽ chơi sỏ cái, cái cái ngôi nhà đó Play a trick, có nghĩa là chơi sỏ à, Cũng chính vì cái lý do này Mà cái hoạt động này nó đã nổi tiếng được biết đến với cái tên gọi là trick or treating trick ở đây có nghĩa là là chơi sỏ treating có nghĩa là đối đãi tử tế nghĩa là nếu không đối đãi tử tế thì sẽ nhận được sự chơi sỏ không lâu sau thì mọi người bắt đầu uh, sử dụng cái trò trick or treating này các bố mẹ bắt đầu uh, gửi cho những đứa trẻ của họ con cái họ đi xin uh, vào cái ngày hôm đó Shortly có nghĩa là ngắn tức là không lâu. Các bà nội trợ thì sẽ cho những cái đứa trẻ đó đồ ăn nếu như chúng thực hiện trình diễn một bài hát hoặc là một điệu nhảy. Housewife có nghĩa là bà nội trợ, có nghĩa là người vợ ở nhà chỉ lo việc nhà nấu ăn. Perform là trình diễn. Khi người ta chuyển tới sống ở ở nước Mỹ, châu Mỹ từ khắp nơi trên thế giới thì họ cũng mang cái truyền thống này theo cùng với họ. Các cư dân ở những ngôi làng bắt đầu cái tục lệ trick or treating này từ đầu những năm 1900. Inhabitant có nghĩa là người dân, cư dân. Early ở đây dịch là đầu. Vào năm 1939 thì một cái ấn phẩm đã làm cho toàn bộ đất nước uh, quen thuộc với cái truyền thống này. ấn phẩm (publication) acquaint có nghĩa là làm cho quen thuộc và nó đã trở nên rất là phổ biến. Ngày nay thì những người thực hiện cái nghi lễ này cũng không xin đồ ăn nữa và họ cũng không còn sợ các linh hồn nữa. Họ chỉ tận hưởng cái cái cảm giác rùng rợn. Uh, của việc mặc những cái bộ quần áo giống như những là những cái sinh vật kỳ lạ và nhận được kẹo. Thrill có nghĩa là sự rùng rợn. Ma quỷ và những bộ xương là những cái trang phục được yêu thích. Ghost có nghĩa là ma, skeleton là bộ xương, costume là trang phục. Nhưng một số đứa trẻ thì lại thích mặc những cái bộ quần quần áo hóa trang rất là đẹp, rất là sành điệu như là hóa trang thành các cái uh, tên cướp biển. Disguise là bộ quần áo hóa trang, pirate là tên cướp biển. Fancy ở đây chúng ta tạm dịch là đẹp là sành điệu. Chúng mang theo đèn pin thay vì là lửa. Flashlight đèn pin. Ở một số nơi thì trẻ con vẫn trình uh, diễn một số bài hát hoặc là đưa ra một số câu đố để để lấy kẹo. Từ riddle ở đây chúng ta có thể dịch là câu đố. Nhưng uh, hầu hết thì uh, chúng chỉ trường chỉ thường nói là trick or treat. Ở trong tiếng Việt thì trick or treat chúng ta có thể dịch là lừa hay lộc hoặc là cho kẹo hay bị ghẹo.